Xin mời bà con cùng xem máy ép cắm viên Takeo 150 E-Lock dây đai ép viên cắm như thế nào. Chúng tôi đang phối trộn gồm có rau, hạt bắp và cám và gạo. Đảo đều lên. Bà con nhớ đảo đều lên để cho độ ẩm nó được đều. Ép ra viên cám nó sẽ chắc đều. Sau đó chúng ta sẽ cấp nguồn và cho cám vào. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ từ từ để khi mà viên cám ra đều và chắc thì chúng ta sẽ đổ nhiều vào và máy sẽ tự trộn ra. Viên cám được trộn hỗn hợp sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng và khi viên nén ra thì sẽ rất là chắc. Chúng ta chỉ cần đợi ra ngoài khoảng chừng 1-2 tiếng thì viên cám sẽ tự khô, không cần phải phơi. Khi viên cám ra thì có thể dùng cho gia súc, gia cầm ăn. Với một chiếc máy ép cắm viên E-Lock Takeo 150 này, bà con có thể sử dụng mọi nguyên liệu phụ phẩm thừa như rau, bèo, cỏ và hỗn hợp các đầu cá, cá nhỏ, cua, ốc cùng với các loại hạt, bắp, đậu, đỗ, lúa để ép thành viên cám để giảm chi phí thức ăn công nghiệp.